Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Việt Nam chưa nhận được đủ thông tin từ Campuchia về tác động của kênh đảo Phủ Nam Tê Chô. Báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam tiếp tục kêu gọi Campuchia phối hợp chặt chẽ trong chia sẻ thông tin về kênh đảo Phủ Nam Tê Chô, bởi những gì Việt Nam hiện có là chưa đủ để đánh giá tác động của dự án. Những thông tin mà chúng tôi có được cho đến thời điểm này về dự án kênh đảo Phủ Nam Tê Chô, Phu Nam Tê Chô là chưa đủ để có thể đánh giá tác động của dự án này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 9 tháng 5. Và vì vậy, như đã phát biểu vào ngày 5 tháng 5, chúng tôi mong muốn phía Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong lưu vực sông Mekong, chia sẻ đầy đủ thông tin về dự án và đánh giá chi tiết các tác động của dự án này đối với tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực vùng sông Mekong. Đồng thời, cũng có các biện pháp quản lý chung và dài hạn, bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia ven sông, quản lý, xử lý hiệu quả và bền vững tài nguyên nước sông Mekong, bà Hằng kêu gọi. Việt Nam cũng đã nhiều lần kêu gọi Campuchia phối hợp chia sẻ thông tin về dự án kênh đảo Phủ Nam Tê Chô. Campuchia dự kiến khởi công công trình trị giá 1,7 tỷ USD này trong năm 2024. Hôm 5 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đảo Phủ Nam Tê Chô. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng đã nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình. Việt Nam mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bà Hằng cũng cho biết, lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết, gắn bó Việt Nam-Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Với tinh thần đó, đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu của Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đảo Phủ Nam Tê Chô, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong năm 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Đến ngày 7 tháng 5, trong một cuộc họp tại Campuchia, Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chan Thon khẳng định nước này không lơ là việc cung cấp thông tin về kênh đảo Phủ Nam Tê Chô cho Việt Nam cả chính thức và không chính thức. Nếu các anh cần thông tin đó, vui lòng yêu cầu Ủy hội sông Mekong cung cấp thông tin, ông Sun Chan Thon nhấn mạnh. Campuchia có nghĩa vụ thông báo cho Ủy ban hỗn hợp biết trước khi tiến hành xây dựng và không bắt buộc phải tham vấn trước hoặc phải có thỏa thuận cụ thể từ các nước thành viên Ủy hội sông Mekong. Phó Thủ tướng Campuchia nói, giải thích rằng kênh đào Phù Nam Tê Chô chỉ sử dụng sông Bát Sát, vốn là một nhánh của sông Mekong. Ông này cũng cho biết, dự án chỉ cần 5 mét khối trên dây, tương đương 0,053% lưu lượng sông Mekong. Ông khẳng định, kênh đào Phù Nam Tê Chô thậm chí còn góp phần giảm nhẹ lũ lụt ở miền Nam Việt Nam. Trước đó, trong thông báo vào tháng 8 năm 2023 cho Ủy hội sông Mekong về ý định xây dựng kênh đào Phù Nam Tê Chô, Campuchia cho biết mục đích của dự án là nhằm phục vụ giao thông đường thủy nội địa và kết nối đường thủy. Thông báo cũng đề cập đến kế hoạch xây dựng một tuyến đường thủy dài 180 km và sâu 5,4 m cùng chiều rộng 80 đến 100 m. Con kênh sẽ có 3 âu thuyền để duy trì mực nước cho tàu bè qua lại và 11 cây cầu bắc qua kênh. Áp dụng Hiệp định sông Mekong 1995 với dự án kênh đảo Phù Nam Tê Chô. Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết, với dự án kênh đảo Phù Nam Tê Chô, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong năm 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Trong phần giải thích về Hiệp định Mekong 1995, Ủy hội sông Mekong MRC cũng cho biết các quốc gia thành viên đã nhất trí về mục tiêu phát triển lưu vực, ưu tiên các dự án chung hoặc cùng có lợi, cũng như các nguyên tắc hoặc quy tắc ứng xử chung khi phát triển lưu vực sông Mekong và các cam kết thực chất đối với nhau liên quan đến hệ thống sông Mekong hoặc nguồn nước chung. Theo MRC, tại các điều 5, 6, 7, 8, 9 và 10 của Hiệp định, các nước thành viên đã đưa ra những cam kết thực chất đối với nhau, thông qua hợp tác qua MRC và trực tiếp với nhau như sau. Sử dụng nước trên lưu vực một cách hợp lý, công bằng, điều 5. Thông báo, tham vấn trước hoặc nhất trí trước, điều 5.
duy trì dòng chảy tối thiểu trên dòng chính. Ngăn đỉnh điểm dòng chảy hàng ngày lớn hơn mức tự nhiên trong mùa mưa, điều 6. Dừng và sau đó thảo luận về các hoạt động đã được chứng minh là gây thiệt hại đáng kể, chịu trách nhiệm về thiệt hại đáng kể gây ra cho các nước thành viên khác, điều 7 và 8. Duy trì quyền tự do hàng hải, điều 9. Thông báo kịp thời các tình huống khẩn cấp có thể ảnh hưởng đến các quốc gia thành viên khác, điều 10. Các điều 3, 4 và 7 của Hiệp định nêu rõ các cam kết chung mà các quốc gia thành viên đã nhất trí về các nguyên tắc phát triển lưu vực sông Mekong. Các điều này đề cập đến việc bảo vệ cân bằng sinh thái, tôn trọng bình đẳng, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, tránh, giảm thiểu những tác động có hại. Trước trách nhiệm ứng xử thường có cụm từ, cố gắng hết sức để. Cụm từ này không chỉ có nghĩa lắng nghe những mối quan tâm của các quốc gia ven sông khác và có thể thay đổi thiết kế, hoạt động của dự án theo kế hoạch. Nỗ lực hết sức có nghĩa là các quốc gia thành viên phải tích cực tìm kiếm các biện pháp giải quyết mối quan ngại của các bên khác, cho dù những biện pháp này có được thể hiện trong quy trình tham vấn trước hay không, MRC cho biết. Đối với trách nhiệm về thiệt hại, tại điều 7, các nước thành viên nhất trí nỗ lực hết sức để tránh, giảm thiểu những tác động có hại có thể xảy ra đối với môi trường, lượng và chất lượng, nước hoặc hệ sinh thái từ việc phát triển và sử dụng lưu vực sông Mekong. Khi quốc gia bị tổn hại, đưa ra bằng chứng phù hợp và xác đáng về thiệt hại đáng kể và thiệt hại đó là do một dự án, thì nước có dự án sẽ chấm dứt ngay lập tức nguyên nhân gây thiệt hại. Những thiệt hại này có thể bao gồm ô nhiễm liên tục, tác động đến hệ sinh thái thủy sinh hoặc thay đổi dòng chảy. Vì điều 7 áp dụng cho cả việc sử dụng nước dòng chính và dòng nhánh, nên các nước thành viên cần nỗ lực hết sức để tránh, giảm thiểu các tác động tiềm tàng lên các dòng nhánh trong việc thiết kế và xây dựng các đập trên dòng nhánh, MRC giải thích. Ban thư ký MRC cho biết đã nhận được thông báo từ Campuchia vào tháng 8 năm 2023, ý định xây dựng kênh đào Phù Nam Tê Chô. Sau khi nhận được thông báo, Ban thư ký MRC đã chuyển thông báo tới các nước thành viên khác. Trong thông báo, Campuchia cho biết mục đích của dự án là nhằm phục vụ giao thông đường thủy nội địa và kết nối đường. Thông báo đề cập đến kế hoạch xây dựng một tuyến đường thủy dài 180 km, sâu 5,4 m, rộng 80-100 m, có sức tải tàu 1.000 DWT. Con kênh sẽ có 3 âu thuyền để duy trì mực nước cho tàu bè qua lại và 11 cây cầu sẽ bắc qua kênh. Dự án sẽ khởi công vào cuối năm nay với kinh phí dự kiến 1,7 tỷ USD và kênh Phù Nam Tê Chô sẽ hoạt động từ năm 2028. Thông báo khẳng định sẽ không có tác động đáng kể nào đến lưu lượng dòng chảy hàng ngày và hàng năm của hệ thống sông Mekong. Ngoài ra, tác động môi trường và xã hội của dự án sẽ ở mức rất tối thiểu trong quá trình xây dựng cũng như vận hành và sẽ có thể kiểm soát được. Theo trang Phnom Penh Post, Việt Nam đã yêu cầu cung cấp thêm thông tin, dữ liệu và bày tỏ quan ngại về tác động xuyên biên giới tiềm tàng của dự án đối với các khu vực hạ lưu, bao gồm cả đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam. Ban thư ký MRC đã gửi thư tới Campuchia để yêu cầu cung cấp thông tin kỹ thuật chi tiết về dự án, bao gồm các bản sao nghiên cứu tính khả thi và các báo cáo liên quan khác. Trong tuyên bố hồi cuối tháng 4 năm 2024, cựu Thủ tướng Hun Sen của Campuchia cho rằng Hiệp định Mekong năm 1995 chỉ yêu cầu các bên ký kết thông báo cho MRC về các dự án được xây dựng trên các nhánh sông Mekong. Nó không bắt buộc các thành viên phải tìm tham vấn hoặc cần sự chấp thuận, nhất trí giữa các bên ký kết. Hãy để tôi giải thích, chúng tôi không sử dụng sông Mekong, chúng tôi đang sử dụng sông Bát Sát, vốn chỉ là một nhánh. Về vấn đề này, chúng tôi không cần tham vấn gì cả vì chúng tôi chỉ sử dụng một nhánh sông Mekong, ông Hun Sen nói. Ông cũng cho biết Campuchia sẵn sàng cung cấp thêm thông tin nếu cần thiết nhưng sẽ không nhượng bộ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.